Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip thực tế của Linh Kiện Store. Thì ở video trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn một mẫu lều của Flytop. Thì mẫu lều đó chỉ dành cho 2 người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu lều Flytop dành cho từ 4 người. Nhưng mà nếu với một người mà nhỏ bé như mình thì các bạn có thể nhét thêm được 1 đến 2 người nữa, là có thể là lên đến 6 người. Thì đây, trên tay mình chính là một chiếc lều Flytop khoảng 4 người dành cho các bạn. Thì thông số kỹ thuật của con này nó có để phía sau là dài, rộng và cao là 210 x 210 và 150. Đó, phía sau đây có tất cả các thông tin của lều. Và ngoài ra, khi mà các bạn mua bên Linh Kiện Store thì các bạn sẽ có một cái mạc chính hãng của Flytop như thế này. Đó, thì các bạn sẽ dễ dàng yên tâm hơn khi mà các bạn mua lều. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bung lều ra và dựng lều lên cho các bạn xem coi là lều này nó có to như thật sự đúng với kích thước của nó không nhé. Thì trước tiên khi mà các bạn dựng lều thì các bạn phải bung hết tất cả những phụ kiện bên trong mà lều hiện có. Rồi. Thì trước tiên cái này nó sẽ là một cái bạt. Cái bạt trải lên trên đầu của lều, mình sẽ để qua một bên. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Ok. Rồi, thì các bạn tháo ra thì phụ kiện của nó thì có bao gồm là cọc. Đây chính là cọc của lều. Cọc và dây. Thì cọc này cũng không có gì quá là đặc biệt, bởi vì mình thấy là nó cũng giống như những chiếc lều khác thôi, cũng không có gì được gọi là đặc biệt cho lắm. Và đây là dây neo. Còn cái này là mình thấy có một cái bịch nhỏ và có một cái chai keo, thì mình cũng không biết. À, cái này mình nghĩ là vá lều. Đúng rồi, cái này là một thanh keo. Flytop rất là chu đáo với các bạn, có nghĩa là chuẩn bị cho chúng ta 3 miếng vải và một lọ keo như thế này. Chẳng may ví dụ như mà các bạn đi trời xa mà lều bị rách chẳng hạn, thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng một chai keo và miếng vá như thế này. Các bạn vá thẳng lên trực tiếp lên trên lều luôn. Đó, rất là chu đáo với các bạn luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ để qua một bên. Rồi, tiếp tục công việc của mình là bung thêm chiếc lều này ra xem coi là nó còn những cái gì không nha. Thì lều này được gọi là lều khung dựng là bởi vì nó có khung dựng sẵn như thế này đây. Khá là to. À, lều này là lều tự bung, mình xin lỗi các bạn, mình nói nhầm. Lều này là lều tự bung. Đó, thì lều này nó khá là to. Nên là bây giờ mình phải bung từ từ ra. Đó, thì bên hông của lều nó có những cái mỏ neo. Thì các bạn sẽ neo nó vào cái trên thân lều như thế này, để tạo cái cảm giác chắc chắn hơn khi mà các bạn sử dụng lều. Đó, đây. Các bạn chỉ cần để vào và bấm vô. Rất là dễ dàng, thao tác rất là thuận tiện khi mà các bạn sử dụng. Thì trước tiên các bạn sẽ phải bật cái này xuống trước để cho nó có thành khung, để mà các bạn có thể neo cái móc của lều vô. Hiện tại trời khá là gió nên là cái lều nó bị di chuyển nên là mình cũng rất là khó bung. Rồi, ok, thì đây mình đã bung nó xuống như thế này. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc là móc những cái neo này vào những cái khung lều, thế là xong. Thì vừa rồi gió cũng khá là lớn nên là mình đã di chuyển vào đây để có đất để mình neo cọc cho các bạn coi. Thì cũng rất là dễ dàng thôi. Ở phía dưới bốn cái chân lều như thế này
nó sẽ có chừa cho mình một cái lỗ để mình có thể cho cọc vào như thế này và mình đóng thật mạnh xuống dưới đất đó. Thì để bây giờ mình sẽ đóng cho các bạn coi. Rồi xong, chỉ như vậy thôi. Thì mình cứ neo hết như thế vào bốn góc đó là lều chúng ta sẽ chắc, không sợ bị bay lều. Rồi ok, thì lều này nó trang bị cho chúng ta là 8 cây neo, là ví dụ như chúng ta bị mất 4 cây thì chúng ta vẫn còn 4 cây sơ cua để chúng ta sử dụng. Và cái này nó chỉ là cái bạc để cho mình trải lên trên như thế này thôi. Có nghĩa là ở trên đây nó sẽ có hai cái lớp lưới để cho chúng ta thông gió, nói chung là lỗ thông gió. Thì cái này nếu như các bạn choàng lên á thì nó sẽ che mất cái lỗ thông gió, nhưng mà nó cũng không có bí hơi đâu, bởi vì vẫn có gió để luồn vào được. Thì cái dây này là dây dây thun. Dây thun thì các bạn có thể dễ dàng là buộc vô cái mé bên hông của lều như thế này đây. Đó. Rồi. Thì mình cũng xin nói với các bạn là lều này nó có tới 4 cửa, là mặt nào nó cũng có cửa hết và cũng có một cái lớp lưới như thế này, thì chúng ta rất là dễ dàng ngồi mọi vị trí ở trong lều luôn. Đó. Rất là đơn giản và lều rất là thuận tiện. Ví dụ như chúng ta đi phượt mà ở trên một cái đỉnh đồi hoặc một cái núi, khó, rất là khó mà chúng ta có thể xoay chuyển lều, thì lều này nó sẽ đáp ứng với chúng ta là chúng ta có thể để đặt vị trí cố định mà chúng ta có thể ngồi mọi vị trí trong lều. Thì đây mình sẽ vén lên cho các bạn coi thử nha. Đó, lều nó có 4 cửa. Ok, thì đó như các bạn cũng đã thấy thì đây nó có 4 cái cửa cho các bạn, và phía ngoài có một cái lớp lưới như thế này để tránh cho các bạn những ví dụ như là hạt cát hay là những cái con vi trùng gì đó nó có thể bay vào được. Đó. Thì đây là toàn bộ lều 4 người. Nhưng mà nếu mà các bạn mà những cái người mà bé bé như mình thì có thể ở được tới 6 người. Đó. Rồi, thì mình cũng xin kết thúc video clip thực tế quay lều của mình tại đây và xin hẹn gặp các bạn ở video sau. Nhớ like và subscribe cho Linh Kiện Store nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.